Tiếp theo là vang hồng Tất cả những cái giai đoạn để sản xuất vang hồng Chỉ khác nhau ở cái thời gian maceration So với vang đỏ và vang trắng Mình xin lỗi Còn những cái giai đoạn còn lại là đều giống nhau hết sorting, fresh, disturbing gì đó Thì có 3 phương pháp để sản xuất vang hồng Cái đầu tiên là direct fresh Phương pháp thứ hai là short maceration các bạn rút ngắn cái thời gian trích xuất tannin và sắc tố. Cái thứ ba là blending thì ba cái quá trình này nó khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên là direct fresh. Cái hình này khá là đầy đủ để cho các bạn hiểu nho sẽ được thu hoạch. Sau đó được dậm hoặc là nó đơn giản là được crush ra và ép nhẹ để lấy ra những cái loại rượu vang, một loại rượu vang có màu hồng rất nhạt và sau đó đưa lên men hoàn toàn pressing thì pressing là như thế nào các bạn cũng đã hiểu rồi nó tách vỏ nho hoàn toàn ra khỏi nước ép khi đó đa số nó sẽ là nho đen vỏ dày các bạn crushing hoặc là các bạn pressing thì một số sắc tố nó đã tan vào rượu vang và nó tạo ra những cái loại rượu vang có màu hồng rất là nhẹ rất là nhẹ thì direct fresh được cho là tạo ra cái loại rượu vang có màu hồng nhẹ nhất và khá đặc trưng là ở vùng Provence Sunny methods hay là short macerations, uh, cái phương pháp này là hai trong một là cái đầu tiên là các bạn có thể chung một cái mẹ nho, chung cái bát nho đó các bạn có thể vừa làm vang đỏ vừa làm vang hồng luôn. Thì cách làm nó là như thế nào rượu vang và... nho vẫn được crushing vẫn được làm tất cả những cái quá trình như là làm rượu vang đỏ và khi quá trình lên men đang được diễn ra, tùy theo cái mục đích của winemaker là tôi muốn làm cái loại là rượu vang hồng của mình có màu đậm hay màu nhạt và cái khoảng thời gian nó sẽ dao động từ 2 cho tới 20 tiếng thì một phần rượu vang trong cái fermenter này sẽ được lấy ra và cho lên men riêng hoàn toàn. Khi đó nó sẽ tạo thành vang hồng và những phần còn lại ở trong cái fermenter chính vẫn được tiếp tục lên men để tạo ra một cái loại vang đỏ. Thì cái phương pháp này nó có một cái hiệu quả khá tốt là ở những cái vùng mà họ cần cái cô động lại cái nước nho do cái vỏ nho tannin nó quá ít thì họ rút ra một phần họ làm vang hồng thì khi đó cái lượng nước ở trong đây nó sẽ ít hơn tạo nên cái loại rượu vang có độ cô đặc cao hơn và cái màu sẽ đậm hơn rất là nhiều và cuối cùng là cái phương pháp đây là cái bản sorry đây là cái bảng để các bạn hiểu cái thời gian đối với những cái loại mà thời gian lên tiếp xúc khoảng 2 giờ nó sẽ khá cam sẽ như nếu mà các bạn kéo ra tới khoảng 8 giờ thì nó sẽ là một cái màu gần như là màu rượu vang đỏ nhạt chứ không phải là màu vang hồng nữa là cái phương pháp cuối cùng là cái phương pháp rất nhiều nước tân thế giới đang được làm và nổi tiếng nhất là vaccine fender của mỹ là cái, cái việc sản xuất rượu vang hồng cực kỳ đơn giản là các bạn chọn một loại vang đỏ và một loại vang hồng à, vang trắng mình xin lỗi trộn lại với nhau thì nó thành vang à, van hồng xong rất là nhanh rất là cơ gửi có thể mass production được và không tốn quá nhiều thời gian cái ưu điểm là bạn tạo ra cái loại văn hồng với cái màu các bạn mong muốn luôn tôi muốn văn hồng có màu gì thì làm cực kỳ nhanh và không phải canh giờ là đó là cái tỷ lệ giữa vang đỏ và vang trắng các bạn trộn lại với nhau nhưng mà nó sẽ thiếu ở nước thế giới thứ. cũ nhưng mà ở nước thế giới cũ thì hầu như là chỉ có một vài vùng đặc trưng mới được phép làm cái chuyện này yes, it is. còn đối với những cái vùng khác thì hoàn toàn bị cấm Dĩ nhiên khi mình nói là bị cấm ở đây là đối với những cái phân cấp hạng cao và những cái mà ví dụ như nằm trong những cái bảng xếp hạng này kia thì bị cấm chứ còn nếu mà mình làm van de France hoặc là kiểu những cái rượu vang của từng của quốc gia những rượu vang với phân cấp hạng rất là thấp thì mình muốn làm như thế nào cũng được đấy thì nó nó là như vậy nhưng mà nếu mà để nói cho mấy mấy bạn clear thì là uh, để mà blending như thế này thì mình phải để ý là ở, mình đang ở vùng nào và cái đó có được phép Được làm blending hay không Vì đây vẫn là bị cấm Trừ ở sông Pan ừ. Em nhớ có một vùng nữa mà em quên mất Ở châu Âu nhưng mà em quên mất rồi okay. Vẫn có một vùng mình, nữa mình nhưng mà rất đấy. là hiếm Nói ừ. chung rất là hiếm Còn đó ở nước uh, thế giới mới Thì dĩ nhiên nước thế giới mới họ vẫn có những quy định Về sản xuất của từng khu vực khác nhau Nhưng mà quy định nó cũng sẽ dễ dàng hơn Nó không có okay. khác okay. Rồi slide này là cuối cùng Trong cái hành trình của ngày hôm nay rồi thì mình chia ra những cái quy trình chính những cái giai đoạn chính trong việc sản xuất vang trắng, vang đỏ và vang hồng. Khi đó những cái quy trình nào là bắt buộc, những cái quy trình nào là lựa chọn của nhà làm rượu thì các bạn có thể thấy thứ nhất là crushing. Thì đối với vang trắng nó là optional tại vì nó có thể fresh nguyên chùm ra luôn được. Vang đỏ nó là cái bắt buộc thì cái này riêng cái này thì mình sẽ cắt ra một cái hình riêng rồi mình gửi lên group để các bạn có thể nắm được giúp các bạn có thể hệ thống lại cái quy trình làm rượu vang ở từng màu rõ ràng hơn.